Hello, xin chào tất cả mọi người đang đến với cái video clip thứ hai của mùa Miss Universe 2024. Theo như cái video đầu tiên thì Sáng có chia sẻ nếu mà được hơn 15 bạn bình luận thì mình sẽ làm tiếp một cái video thứ hai để coi phản ứng của mọi người ra sao. Thì mình đã đọc qua một số cái bình luận và mình rất là vui khi vẫn còn một số bạn ở đây và muốn theo dõi chung với mình cuộc thi năm nay. Mình có đọc được một ý kiến khá là hay, đó là làm về các thí sinh châu Á, thì hôm nay mình quyết định dành thời gian ngâm cứu, nhìn sơ qua các ứng viên của khu vực châu Á năm nay như thế nào. Ngoài ra thì còn có một số thí sinh của khu vực châu Mỹ, châu Phi, châu Âu. Không biết là mọi người có muốn xem không, nhưng thực ra để làm cái video như vậy thì sẽ mất rất là nhiều thời gian. Nếu mà sau cái video này mà được hưởng ứng mà mọi người yêu thích đó, thì mình cũng muốn ngồi xem để mà cập nhật và cũng như là tìm hiểu các thí sinh. Tại vì từ bây giờ đến cái đêm chung kết là chỉ còn có 11 ngày nữa thôi. Hôm nay là ngày 5 rồi. Ngày 12 là sẽ có giới thiệu cái vương miện mới. Và theo như một số thông tin thì ngày 12 đó các thí sinh sẽ diện trang phục dạ hội chính thức và họ sẽ được chụp một tấm hình chính thức để mà ban tổ chức cuộc thi sẽ đăng lên tài khoản mạng xã hội, và từ đó khán giả chúng ta sẽ bình chọn coi ai có cái thiết kế dạ hội đẹp nhất. Rất là tiếc năm nay theo như thông tin đến thời điểm hiện tại thì cái đêm thi bán kết sẽ chỉ có trình diễn áo tắm và trang phục dân tộc, mà sẽ không có như những cái kỳ tổ chức huyền thoại từ xưa đến nay, đó là vừa áo tắm vừa dạ hội, mà năm nay sẽ chỉ có áo tắm và trang phục dân tộc thôi. Không biết là mọi người nghĩ như thế nào về cái thay đổi này. Rất là nhiều bình luận nói rằng đây không phải là một cái điều hay cho lắm, tại vì họ đã trông chờ nguyên cả năm để coi cái show năm nay mà ban tổ chức thay một cái tiền lệ từ xưa đến nay. Cái format của cái show, của cái sự sản xuất này nó khác đi quá, nó khác so với những cái năm trước, nên là họ vẫn chưa có thể hình dung ra được cái show sắp tới như thế nào. Năm nay cũng là năm đầu tiên mà The End cùng với cái nhà triệu phú người Mexico bây giờ họ đang là đồng sở hữu cuộc thi Miss Universe rồi, nên là cái ý kiến của hai bên mình không biết là như thế nào, nhưng mà chỉ biết là ở thời điểm hiện tại nó có rất là nhiều thứ nó đang diễn ra mà chưa có sự thống nhất. Có rất là nhiều thay đổi trong cái mùa thi năm nay, là cái mùa đầu tiên mà họ cũng đồng sở hữu, thì không biết là trong năm tới họ có sẽ lắng nghe ý kiến của khán giả hay không, hay là họ vẫn sẽ tiếp tục làm theo cái ý kiến cá nhân. Biết là sắp tới ngày 12 chúng ta sẽ xem thí sinh diện trang phục dạ hội và chụp hình, có thể là cùng với Vương Miện, hoặc là mình không biết là thay đổi gì sẽ diễn ra trong cái ngày 12 sắp tới nữa. Thì thôi thì bây giờ tới ngày hôm đó tụi mình sẽ tiếp tục hóng coi cái sự thay đổi nào, không biết là họ có thay đổi nữa hay không. Thì bây giờ mình với rất là nhiều khán giả khác cũng đang nóng chờ coi cái ngày 12 sắp tới như thế nào, và cái đêm bán kết là ngày 14. Đó là những cái phần quan trọng sắp diễn ra trong ngày tới, và cái đêm chung kết là ngày 16 nha. Mọi sự diễn ra sẽ rất là nhanh chóng, chỉ trong vòng một tuần nữa thôi thì chúng ta sẽ biết ai sẽ là người kế nhiệm của Shanice này. Và bây giờ Sáng sẽ mời mọi người theo dõi chung với Sáng coi thí sinh khu vực châu Á nào nổi bật. Australians don't really wear shoes that often, so we often go to the shops with bare feet. A little spot that I grew up in, which is Cotton Tree, and it's the most beautiful spot in Queensland. Đây là đại diện của nước Úc, và cô ấy vừa mới xuất hiện trên cái tài khoản chủ của Miss Universe, có nói một xíu cái sự thật thú vị về đất nước Úc của cô ấy. Còn đây là đại diện của Uzbekistan. Cô gái này cũng là người đầu tiên đại diện cho quốc gia của mình tham dự một số cuộc thi quốc tế. Có thể thấy ở đây cô ấy rất là đem tới một cái tinh thần rất là vui và thoải mái. Mình yêu thích cái phần nhìn này của cô ấy. Đây là
cùng chung với bạn người Australia này. Họ đã thức dậy từ rất là sớm, lúc 7 giờ sáng. Và đây là họ đi ăn sáng. Mình thích cái sự tươi tắn của Uzbekistan. Cô nói tiếng Nga nha. Và đây là đại diện của Pakistan, 29 tuổi. Cô ấy là một người đầu tư về tài chính và đang chuyển hướng sang làm diễn viên và người mẫu. Đây là đại diện của Philippines, 25 tuổi, cao 1m70 và là một người mẫu. Cô ấy từng vào top 15 của cuộc thi Miss World Philippines 2017. Cô ấy muốn tiếp cận và trao quyền tới các cái thanh niên bản địa, đó là cái chiến dịch xã hội của cô ấy. Và đây là đại diện của Malaysia năm nay. Cô gái này 23 tuổi và cao 1m75. Cô ấy là người mẫu, diễn viên và là một người dẫn chương trình. Ngoài ra thì cô ấy cũng từng vào là Á hậu 1 của cuộc thi Miss Global năm 2022. Clara Safira là người Indonesia, lai Đức, có cha là người Đức. Cô ấy là một người mẫu và là doanh nhân. Có thể thấy qua những cái hoạt động gần đây thì mình nhìn thấy được cái sự thân thiện của cô gái này, rất là hoạt ngôn trong giao tiếp và thường xuyên trò chuyện với các bạn cùng thi. Ở đây có Indonesia cùng với Mông Cổ này nè, cùng với Estonia nè, đây cùng với một nhóm khác, rất là biết phân chia ra để mà giao lưu với các bạn thí sinh từ các khu vực khác nhau. Ở đây là Indo cùng với đại diện của Singapore năm nay 26 tuổi, cao 1m75. Cô ấy là giám đốc truyền thông của Hội Phụ Nữ Singapore và đã từng có thời gian đi học ở Sydney, Úc. Lần gần nhất mà Singapore vào top tại Miss Universe là 2021. Đại diện của Hàn Quốc năm nay 22 tuổi, Ariel Han. Cô gái này theo như mình thấy thì không có quá nổi bật về hoạt ngôn như cái bạn Indonesia chúng ta vừa coi trước đó. Và lần gần nhất mà Hàn Quốc có đại diện vào top tại Miss Universe là 2007. Honey Lee Yeki là đại diện của Trung Quốc. Cô ấy 26 tuổi, là một người mẫu. Và cô ấy có một cái lợi thế là về chiều cao. Ngoài ra thì cô ấy cũng có vẻ rất là hiền và dễ mến. Cô ấy làm quen được với khá là nhiều bạn quốc tế. Tuy là không có quá nhiều khán giả hoặc là fans đến từ Trung Quốc theo dõi trên Instagram, nhưng mà có thể thấy bạn này có một cái điều gì đó cũng khá là thú vị. Đặc biệt là cái thế mạnh ở cái khoản walk, rất là tự tin về cái hình thể chiều cao của cô ấy. Cái mái tóc này, nó cũng rất là dài nè, gợi cho mình nhớ về Stephanie Gutierrez. Đây là cô gái của Bangladesh, 32 tuổi. Bạn này đã có con rồi và đã từng đi học ở Mỹ, học về khoa học chính trị. Bạn này đã được đơn vị bản quyền cử đi thi chứ không phải là tổ chức cuộc thi hoa hậu ở quốc gia. Cô ấy là một chuyên viên trang điểm. Và Bangladesh lần đầu tiên tham dự cuộc thi Miss Universe là 2019. Ở đây có Campuchia, 33 tuổi, là người phụ nữ đầu tiên đã kết hôn và có con, đại diện cho Campuchia thi cuộc thi Miss Universe. Cô ấy là một diễn viên và là người mẫu, từng vào top 5 cuộc thi Universal Women năm 2023. Bạn này được khen là có một cái khu thời trang khá là tốt. Đây là đại diện của Bahrain, lai với Philippines, là một người mẫu, nhà báo, 29 tuổi rồi. Ngoài ra thì bạn ấy cũng là một content creator. Quốc gia này tham dự lần đầu năm 2021. Mọi người thấy bạn này có sắc nét không? Đây là đại diện của Fiji. Mặc dù drama xảy ra cái lùm xùm hoa hậu ở quốc gia họ, nhưng mà không hiểu sao, mặc dù cô ấy được công bố là Á hậu 1 nhưng mà vẫn được đi thi, còn hoa hậu thì ở nhà. Hôm nay cô ấy 24 tuổi và đang theo học thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Cô ấy có chiến dịch thiện nguyện chống bạo lực gia đình.
Đây là đại diện của Hồng Kông, 24 tuổi, live Anh Quốc và Hồng Kông. Cô ấy có một cái hình thể khá là đẹp và có trước có coi cái hình ảnh mình đăng lên Facebook á, có cái rắn bụng body đẹp lắm. Quốc gia này đang tham dự lần đầu năm 1952 và lần cuối họ có thí sinh là năm 2000. Thành tích tốt nhất của họ là giải Á hậu 2 năm 1954. Đây là đại diện của Ấn Độ, là một cô gái mới có 19 tuổi thôi, cao 1m70, là một diễn viên, là một người diễn giả, TED, người mẫu và đam mê về nghệ thuật. Năm nay cô ấy là hoa hậu của đơn vị cho chủ sở hữu bản quyền mới. Lần gần nhất mà họ vào top là năm ngoái và họ đã có một cái khoảng chuỗi thành tích từ năm 2019 đến hiện tại. Không biết là năm nay thành tích của Ấn Độ có được như họ mong muốn hay không. Iran hoặc là Persia, bạn này đáng lẽ là phải đeo sash Iran chứ, nhưng mà mẹ tổ chức trao cho cô ấy cái giải băng Persia. Bạn này 26 tuổi, sinh ra lớn lên ở Iran nhưng mà đã chuyển tới Bồ Đào Nha sống từ năm cô ấy 19 tuổi. Bạn này chuyên về y khoa của Trung Quốc và đã từng tham dự cuộc thi The Voice Bồ Đào Nha và có 3 ghế chọn cô ấy. Cô ấy có khả năng hát rất là hay, nếu mà bạn muốn nghe cô ấy hát thì có thể kiếm cái tên của cô ấy và bấm The Voice Portugal nha. Cô ấy nói là cô ấy hôm nay sẽ có cái buổi phỏng vấn và hãy chúc cho cô ấy may mắn. Bởi vì cô ấy đã hoàn thành khá hầu như là hết tất cả các cái mục mà họ đề ra trong ngay những cái ngày đầu tiên rồi. Đây là đại diện của Israel, cũng là một đại diện từ đơn vị bản quyền mới. Hai năm trước, hai mùa thi trước thì Israel không có đại diện. Bạn này 23 tuổi, là một người mẫu và là một người vũ công và cũng là một diễn viên. Cô ấy đăng quang cuộc thi Hoa hậu Israel được tổ chức ở Florida, Mỹ. Họ đã từng thắng một cái vương miện vào năm 1976. Và đây là đại diện của Nhật Bản năm nay, cô ấy 23 tuổi và đã từng hai lần thắng giải quốc gia về skating. Và cô ấy đang theo học chuyên ngành y khoa. Bạn này live Nhật với Bangladesh và Ấn Độ. Bạn này nói cũng khá là hay và mình cảm thấy được cô gái này có cái sự hoạt ngôn. Bạn này lớn lên giữa Nhật Bản và Mỹ nên là giao tiếp bằng tiếng Nhật và tiếng Mỹ không có là vấn đề gì hết. Và đây là đại diện của Kazakhstan, cô ấy 24 tuổi và là một nhạc trưởng chỉ huy dàn hợp xướng và có thể chơi piano rất là chuyên nghiệp. Quốc gia này tham dự lần đầu tiên vào năm 2006 và từ đó đến nay chưa bao giờ đạt được một cái thành tích nào. Bạn này đẹp và sắc nét quá. Đây là đại diện của Kyrgyzstan. Quốc gia này thi lần đầu tiên năm 2018 và bạn này năm nay 25 tuổi. Đây là đại diện của Lào, 28 tuổi, cô ấy hiện có một cái cơ sở kinh doanh chuyên về quần áo. Quốc gia này thi lần đầu năm 2017 và đã từng một lần vào top vào năm 2022, top 16. Cô gái này 28 tuổi rồi, bằng tuổi với Kỳ Duyên. Đây là đại diện của Liban, cô ấy là một nhà tâm lý học lâm sàng. Năm nay 26 tuổi, Nada đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, các phòng khám tư nhân và bệnh viện tâm thần. Hãy ghé thăm Liban nha, cô ấy nói. Quốc gia này từng thắng một lần vào năm 1971. Và lần cuối mà họ vào top là năm 1973, top 12. Đại diện của Macau, 23 tuổi. Đây là đại diện đầu tiên của Macau gửi đến cuộc thi Miss Universe. Bạn này live Trung Quốc và Bồ Đào Nha. Có thể thấy ở đây cô ấy nhảy rất là hay, tại vì cô ấy là một dancer mà.
là một người mẫu, là một vũ công và cũng là một người sáng tạo nội dung. Bạn này cho biết là rất là đam mê về các chiến dịch thiện nguyện về sức khỏe tinh thần và cứu trợ các động vật bị bỏ rơi. Đây là hình ảnh cô ấy tại ngày thi make up bởi chuyên viên trang điểm. Và đây là chụp hình chung với David Beckham. Diện đồ của Thượng Gia Kỳ nè, của Việt Nam. Đây là chụp chung với Ba Lan. Đại diện của Maldives. Cô ấy sinh năm 2003 và đây cũng là năm đầu tiên Maldives có thí sinh tham dự cuộc thi. Cô ấy muốn tuyên truyền nhận thức về sức khỏe tinh thần và trao quyền cho phụ nữ. Đây là sáng nay của cô ấy, ngày 8 cuộc thi. Đi chung xe với đại diện của Guinea, cùng với Somali, đại diện của Mông Cổ. Cô ấy năm nay 19 tuổi, đáng lẽ là thi năm 2023 nhưng mà rút lui, muốn dành một năm chuẩn bị để năm nay tham dự nè. Quốc gia này lần đầu tiên tham dự là vào năm 2018. Từ đó đến nay vẫn chưa có thành tích nào. Có ai thấy là đại diện của Mông Cổ nhìn ấn tượng hơn so với đại diện của Hàn Quốc không? Mình thích Mông Cổ hơn Hàn Quốc. Nhìn rất là đẹp đấy chứ. Đẹp và thú vị. Mình nghĩ là một ngày nào đó thì Miss Universe sẽ về với Trung Á thôi. Đại diện của Myanmar, bạn này 27 tuổi và cao 1m73, Lai, Thụy Điển và Myanmar, sinh ra và lớn lên ở Thụy Điển, từng theo học ngành thiết kế thời trang. Quốc gia này lần đầu tiên tham dự Miss Universe năm 1959 và vào top lần đầu tiên năm 2020, thì cùng năm với Khánh Bân đó mọi người. Đây có Myanmar chung với Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc nè. Đại diện của Nepal, 23 tuổi, bạn đã từng thắng giải Á hậu 2 cuộc thi Miss Supranational Nepal 2023, là một người mẫu và là marketing manager. Ngoài ra thì cũng dạy yoga cho trẻ em. Nepal lần đầu tiên tham dự Miss Universe 2017 và đã hai lần vào top rồi. Lần thứ nhất là 2023 năm ngoái và lần trước đó là 2018, nếu mà bạn nhớ cái mùa thi lịch sử. Đại diện của New Zealand, bạn này đã từng hai lần thi cuộc thi Miss Universe Philippines 2021 và 2024, đều không thắng cái suất tham dự Miss Universe và năm nay tham dự cuộc thi Miss Universe New Zealand và đăng quang. Cô gái này năm nay 29 tuổi rồi. Bạn này có like Philippines và New Zealand nha. Đây là chụp chung 4 người like Philippines nè, chung một khung hình trong ngày đầu tiên mà họ đã gặp. Đây là đại diện cùng phòng với Kỳ Duyên, 26 tuổi, cô gái của Samoa. Bạn này từng đạt giải Á hậu 1 cuộc thi Miss Global. Quốc gia này lần đầu tiên tham dự cuộc thi Miss Universe là năm 1981 và lần cuối cùng họ gửi đại diện là năm 1986. Đây là đại diện của Sri Lanka, 25 tuổi. Đây là một nhân viên ngân hàng quốc tế. Bạn này từng là cựu cầu thủ bóng rổ quốc gia, là một TV host, đã có bằng cử nhân quản trị kinh doanh. Đại diện của Thái Lan, 21 tuổi. Bạn này từng là á hậu của cuộc thi Miss Universe Thái Lan và đã quay lại chinh phục vương miện năm nay. Đây được đánh giá là một trong những gương mặt mạnh nhất của khu vực châu Á. Bạn này năm 16 tuổi, có câu chuyện là phẫu thuật cắt bỏ cái khối u vú và có cái chiến dịch xã hội mang tên là Oppo for Her và rất là tự tin rằng cô ấy có đủ điều kiện để mà đem về chiếc vương miện thứ 3 Miss Universe cho Thái Lan năm nay. Diện của Thổ Nhĩ Kỳ, 20 tuổi, cao 1m75, bạn này sinh ra ở Đức và có thể nói tiếng Đức và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ rành mạch. Lần cuối cùng họ vào top là năm 2012 và lần đầu tiên họ tham dự cuộc thi Miss Universe là cái mùa đầu tiên năm 1952. Đây là Emilia Dobrava, 27 tuổi, bạn này có gốc Kosovo và là mẹ ba con. Bạn này sống ở các nước Ả Rập và năm nay tham dự cuộc thi có bản quyền thì đã thắng
được cái suất tham dự cuộc thi Miss Universe và cũng là đại diện đầu tiên trong lịch sử của quốc gia này đi thi Miss Universe. Bạn ấy trước đó từng tham dự một số cuộc thi nhỏ lẻ, trong đó có một cái cuộc thi nhỏ mà một số bạn biết, có thể mọi người biết, đó là Miss Friendship International. Đây là kỳ duyên của Việt Nam, ngày thứ 8 cô ấy đang livestream. Cô ấy gửi lời chào tới mọi người, ướt át lên, vừa ngồi xuống bàn. Outfit hôm nay được khen rất là đẹp. Cô ấy đang nói, hỏi khán giả có biết tại sao hôm nay cô ấy đeo kính không? Tại vì bị cái mi. Dị ứng mi. Và đã có gặp bác sĩ. Nên là cần phải, hy vọng là cô ấy sẽ giữ được cái phần này tốt cho đến cái đêm thi, những cái buổi thi quan trọng sắp tới. Cousin Chelsea, Philippines. Đây là hoạt động sáng hôm nay nha mọi người. Competition đi ánh sáng và mình lấy clip này từ cái kênh Sass Factor hay ai đem. Rất là đẹp luôn. Montenegro, tuy không phải là châu Á nhưng mình thấy bạn này đem đến một cái năng lượng rất là vui mỗi lần xuất hiện. Lúc nào cũng cười, rất là tự tin và giao lưu với khán giả, rất là tự nhiên. Đặc biệt là luôn luôn catwalk vô cùng thoải mái. Nhìn theo như mọi người hay coi thì sẽ không đánh giá là cô ấy quá hoa hậu đâu, nhưng mà cô ấy đem đến một cái năng lượng cực kỳ tốt. Myanmar này, tại sao đến hôm nay vẫn chưa được nhận Shasta? Samoa thường xuyên có hoa. Nhật Bản nhìn đẹp quá. Việt Nam kìa. Thì Duyên chờ tới lượt quát ra nè. Rất là thời trang luôn. Khán giả hỏi cô ấy thích điều gì ở Mexico, vì Kỳ Duyên trả lời là cô ấy thích con người và đồ ăn ở Mexico. Đó là những gì mà sáng tổng hợp được trong ngày hôm nay. Các thí sinh của khu vực châu Á, mọi người đánh giá ai là nổi trội nhất trong cái khu vực này? Theo như mình thấy nha, thì rõ ràng Thái Lan là một cái tên mà chắc chắn là trong cái list nào cũng sẽ có rồi, tại vì cô ấy rất là đẹp, có một cái sự chuẩn bị cực kỳ tốt. Ban tổ chức của cô ấy, cái tổ chức của cô ấy cũng chăm sóc chăm chút cho cô ấy, rất là chín chu. Mỗi lần xuất hiện luôn luôn có đội ngũ đi theo, tại vì ngay bây giờ dì Pui cũng đã xuất hiện ở Mexico rồi mà. Là giám đốc quốc gia của Miss Universe Thái Lan đó mọi người. Nhìn mặt bằng chung như vậy thì mình thích những gương mặt sau đây nè. Việt Nam rõ ràng là một trong những cô gái có cái gu thời trang rất là tốt. Chỉ hơi băn khoăn là cái phần nói ngoại ngữ thôi, nhưng mình tin rằng cái sự trợ giúp từ thông dịch sẽ giúp cho cô ấy phần nào. Philippines, Thái Lan, mình cũng thích Nhật Bản nữa, mình thích Mông Cổ. Mặc dù mình biết là rất là khó cho những cái SAS khác được nêu tên, tại vì cái lượng khán giả của họ này, rồi cái sự đầu tư của bên cái phía đơn vị bản quyền, cái người tổ chức á, mình rất là muốn thấy một số các nước mà chưa bao giờ được gọi tên hoặc là ít khi được quan tâm á, được gọi tên trong cái đêm chung kết, để gây lên được cái sự
công bằng cũng như là bất ngờ, thích thú cho rất là nhiều khán giả theo dõi cuộc thi này. Mâm cổ là một trong những hoạt mình ấn tượng mà mình nhớ nè. Campuchia cũng khá là hay, hoạt ngôn cô ấy được khen có cuộc thời trang rất là tốt và cô ấy giao tiếp cũng rất là tương tác với các bạn ở khách sạn, các bạn truyền thông á. Rồi đó là những cái gương mặt mà mình nhớ sau khi xem xong cái clip vừa rồi thôi. Còn các bạn thì sao, sau khi mà xem xong cái clip đó với sáng thì các bạn đánh giá ai mạnh nhất của khu vực châu Á, và bạn có muốn theo dõi các khu vực khác không, hay bạn muốn theo dõi mix tất cả các thí sinh cùng lúc luôn, tức là theo dõi các thí sinh trong ngày hay theo dõi các thí sinh theo khu vực? Có gì các bạn để bình luận ở dưới nha, sáng sẽ đọc tất cả các bình luận của mọi người.